Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ lập báo cáo tiền khả thi về 4 dự án kết nối các tuyến cao tốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là hai dự án kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành, gồm xây dựng hoàn chỉnh nút giao kết nối với Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh và xây mới nút giao kết nối với đường rừng sát, huyện Cần Giờ. Khi có nút giao này, người dân trong vùng Đông Nam Bộ và các khu vực lân cận có thể đến Cần Giờ nhanh hơn. Tiếp theo là nút giao Gò Công và nhánh nối đường xa lộ Hà Nội kết nối vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 8.500 tỷ đồng. Khi hoàn thành, việc đi lại của người dân từ vành đai 3 đến xa lộ Hà Nội sẽ được thông suốt dễ dàng. Cuối cùng là dự án nút giao Gò Dưa đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh chân thành, đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đoạn đường dẫn kết nối nút giao Gò Dưa đến điểm giao với đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm hai đoạn. Đoạn qua tỉnh Bình Dương từ vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đến ranh thành phố Hồ Chí Minh là DT743 hiện hữu, dài hơn 7,1 km. Đoạn đường dẫn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 1,7 km. Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến triển khai đoạn đường dẫn này thành một dự án riêng, đảm bảo kết nối đồng bộ với đoạn đường dẫn qua tỉnh Bình Dương. Vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố các dự án nêu trên được đánh giá là rất quan trọng không chỉ là giải tỏa ủng tắc mà mở cánh cửa kết nối với điểm dân cư đông đúc phát triển kinh tế du lịch giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại